cách để cho fan đâm gacha nát hơn. Đầu tiên làm nhiều video về đam mỹ có cảnh huyện cộng, sau đó kết bạn với các idol từ 10, ca follow trở lên. Để khi bạn bị anti công kích thì fan và các idol sẽ đứng ra bảo vệ bạn, thế bạn đã giúp fan đâm nát hơn và còn có đơ ra mưa để hóng.